Cái trải nghiệm của bạn nó gồm rất nhiều cái điểm chạm đi từ online offline, từ việc mà biết này, rồi thích, rồi theo dõi follow này, rồi sau đó thì gì ạ? Rồi sau follow sau đó họ sẽ đánh giá xem xét này, sau đó họ sẽ gì ạ? Dùng thử này, họ mua hàng này, rồi họ trải nghiệm cái sản phẩm dịch vụ chúng ta lần một này. Đấy, do họ trở thành thành fan cuồng của chúng ta, hay là họ chúc bỗng sẽ rời bỏ chúng ta, thì đấy là một cái hành trình nó rất là rõ ràng. Thì làm trải nghiệm bạn nó là khái niệm rất là rộng. Còn cái việc mới chị bảo là cái việc liên quan đến thấu hiểu khách hàng nó chỉ là giai đoạn đầu thôi. Đấy, tức là mình thấu hiểu khách hàng, tức là vì là mình làm market research thì mình sẽ thấu hiểu khách hàng này, mình sẽ thấu hiểu đối thủ này, mình sẽ thấu hiểu được sản phẩm hay năng lực lõi của mình là gì này, cái sự khác biệt của mình là gì. Đấy, thì để học và trải nghiệm khách hàng thì em nghĩ là chắc là chị sẽ phải kiểu một là học anh Đức Dương, hai là học chị Hà là giám đốc của Nelson. Đấy, em tập đoàn nghiên cứu trường lớn nhất toàn cầu, chị là giám đốc của Nelson miền Bắc. Thì em nghĩ là chị nên bắt đầu, nếu mà để start ngay được trải nghiệm khách hàng thì em nghĩ là nó sẽ không hề đơn giản, mà mình sẽ bắt đầu từ những bước nhỏ nhất, là việc mình thấu hiểu khách hàng, mình thấu hiểu cái điểm chạm. Em lấy cho chị ví dụ nhé để chị hiểu ạ. Chị sẽ phải đánh giá là cái điểm chạm đi từ online cho offline. Đấy, ở giai đoạn nhận biết thì cái sản phẩm dịch vụ, cái thương hiệu của chị nó có bao một cái sản phẩm một cái nhãn hiệu cụ thể của chị nó có bao nhiêu điểm chạm, nhận biết thì nó có bao nhiêu điểm chạm, thì chị với cả nhân viên của chị sẽ phải liệt kê ở đây cái nào mà tốt thì mình cho mặt cười, cái nào mà làm trung bình thì mình cho mặt ngang, còn cái nào mà mình là làm tồi hoặc là mình chưa có thì mình cho mặt buồn, chưa có cũng đánh giá là không chưa rồi. Và sau đó thì đấy, giai đoạn cân nhắc có bao nhiêu điểm chạm, giai đoạn mua hàng thì có bao nhiêu điểm chạm, giai đoạn chăm sóc có bao nhiêu điểm chạm, và giai đoạn gì ạ, trung thành có bao nhiêu điểm chạm. Đấy, thì mình phải xác định điểm chạm, và sau đó bước một là mình sẽ liệt kê tất cả điểm chạm, bước thứ hai là mình sẽ đánh giá các điểm chạm, tức là cái đội mà đội sản xuất này, đội sale này, đội marketing này, đấy, sẽ cùng nhau đánh giá các điểm chạm, và sau đó lại phải phỏng vấn khách hàng để đánh giá điểm chạm một cách khách quan. Đấy, thì đó mình sẽ có góc nhìn khách quan nhất để mình biết được là mình ở tức là mình sẽ bị mất khách hàng ở đâu, và mình sẽ gì ạ, mình sẽ có được khách hàng ở đâu. Em nghĩ là chị chỉ cần làm ba cái bước căn bản này, bước mình có cái nhìn tổng thể đầu tiên đã. Vâng. Thì khi mà chị làm được cái này nhé, chị làm cái điểm chạm khách hàng thì chị có làm trên Excel này, chị làm trên Firewood hay Google Doc, chị làm thoải mái đi. Vâng. Khi nào mà chị làm cảm thấy ngon lành cành đào rồi thì bắt đầu chị mới đưa công nghệ vào chị, thì chị tự động hóa. Vâng. Chị hiểu ý không ạ? Dạ vâng ạ. Đấy. Thì bọn em như ví dụ như bên bên em nhé, bây giờ bọn em là mỗi một mảng thương hiệu thì tùy vào cái mức, nhưng mà em có sẽ có khoảng là ví dụ như các hoạt động mà để đo lường trải nghiệm khách hàng thì bọn em là có mà, bọn em có tùy vào hệ thống của HBR, của Lang Master, Lang Go thì bọn em đều có hết. Và mỗi một tuần thì bọn em, tức là bên em có một cái phòng nó gọi là phòng trải nghiệm khách hàng. Đấy, một cái phòng trải nghiệm khách hàng và bọn em ứng dụng trên cái nền tảng công nghệ để đo lường trải nghiệm khách hàng. Đấy, thì đấy là cái phòng của bên em đó các. Tức là như anh em nghĩ là mình phải trải qua nhiều giai đoạn. Thì em nghĩ ở đây là nếu như chị muốn làm, bởi vì em cũng chưa biết là quy mô của chị Thúy là doanh nghiệp là có bao nhiêu người nhỉ? Bên em thì đang có cái mảng đó là cung cấp về các cái giải pháp cho sản Không, xuất thông minh ạ. Về các không. cái phần mềm, các giải pháp cho nhà mà sản xuất thông minh thì nó có tầm là 35 người ạ, là các kỹ sư ạ. 35 mà kỹ Kỹ sư nhưng sư, dạ vâng, các kỹ mà sư và kinh doanh ạ. bảo Bên em hiện tại chỉ có một nhân viên marketing bảo ạ. chị Thúy cho em hỏi là cái số lượng, cái quy mô khách hàng của chị là bao nhiêu người nhỉ? Quy mô khách hàng của em thì nếu như xét về mặt doanh nghiệp thì bọn em nó có khoảng độ tầm tức là khách hàng đang mua hàng ấy thì nó khoảng tầm 3.000, phải hơn 3.000 3.000 khách hàng. vâng. Thế thì chị kể cả doanh nghiệp quy mô nhỏ hay lớn thì chị đều phải tập trung vào trải nghiệm khách hàng. Và Dạ. bây giờ xu thế là người ta có nói dạy về sales marketing, thì bây giờ thực ra ở bên nước ngoài nó không dạy về sales marketing đâu, nó sẽ dạy về trải nghiệm khách hàng. Thì đó mới là cái bền đấy, thì để thì Em hỏi nhiều một chút, làm cho em hỏi kỹ lưỡng hơn một chút ạ, để thực hiện cho nó có thể dễ dàng hơn. Tức là tại mỗi điểm chạm như thế này, tức là để có thể phỏng vấn, bởi vì nó liên quan đến phỏng vấn khách hàng để đánh giá các điểm chạm của mình ấy, thì như vậy là mình sẽ phải chuẩn bị các cái phần câu hỏi đúng không thầy? vâng, chính xác, chị một chuẩn bị câu hỏi. Em có thể lấy cho chị một ví dụ nhé để chị hiểu đây. Vâng. Có thể rất nhiều các dịch vụ. Bây giờ em có một cái tips, một cái mẹo để em làm như này, thì em có thể hướng dẫn cho chị cách làm, hoặc là chị có thể thuê bọn này một chút không, chị đợi một chút. À, vâng ạ. Ở đây em share chị cái màn hình, có một cái giờ em share chị cái màn hình.
có một cái dịch vụ gọi là dịch vụ gọi là khách hàng bí mật. Nó có một dịch vụ là dịch vụ khách hàng bí mật, chị nhìn thấy chưa? Rồi ạ, à, em nhìn thấy rồi ạ. Đấy thì dịch vụ này, dịch vụ khách hàng bí mật. Ngày xưa bên em sử dụng cái này rồi. Một lần đã hiểu, nhưng bên em tự làm hết. Thì dịch vụ em bí mật của các bên gọi là Soi Pro này. Thôi, em không biết là làm tốt hay không, nhưng có nhiều bên, nhưng cứ lấy một bên đi. Vâng. Đấy, thì dịch vụ này. Thì dịch vụ khách hàng bí mật thì nó gì ạ? Nó sẽ đóng giả khách hàng và nó sẽ đánh giá cho mình các điểm trạng. Thì em nghĩ là cái đầu bài là mình phải giao cho chúng nó. Dạ. Như nó chỉ mất khoảng độ chắc là 20-30 triệu đấy, không đắt. Vâng. Chị hiểu không? Dạ em hiểu rồi ạ. Đấy, nếu mà cần thiết thì chị có thể, nếu mà cần thiết em có thể nhờ những cái đối tác em của em có thể làm giúp chị được, không sao cả. Thì đấy, tóm lại nó có dịch vụ như này. Thì mình, nhưng mà mình sẽ phải liệt kê hướng dẫn họ là mình đặt đầu bài rõ ràng là các điểm trạng của tôi phải đi từ online offline. Anh có nhiệm vụ đánh giá tôi điểm trạng và mới mẫu khách hàng là bao nhiêu người. Ví dụ là chị để ra một cái file như vừa rồi, chị sẽ phỏng vấn ví dụ là mẫu là 30 khách hàng. Đấy. Vâng. Và mỗi khách hàng thì cần phỏng vấn sâu khoảng độ 15 đến 20-30 phút, ví dụ như vậy. Vâng. Cái đầu bài của mình là gì? Thứ nhất là cái điểm trạng anh phải trình bày cho tôi một cái như vậy. Và thứ hai là gì? Anh phải phỏng vấn một cái mẫu đủ sâu. Đấy, phỏng vấn định tính và định lượng. Dạ. Đấy, anh phải có file ghi âm và anh tổng kết, cuối anh tổng kết cho tôi, anh ra một điểm trạng và anh tổng kết là điểm trạng nào tốt, điểm trạng nào chưa tốt. Đấy. Vâng. Tại sao doanh nghiệp có được khách hàng mà tại sao doanh nghiệp mất khách hàng? Vâng. Thì cái này thì em chia sẻ thật. Em hay gọi cái, nếu chị xem kỹ cái video của anh Phạm Nhật Vượng, anh Hùng về theo ấy. Vâng ạ. Thì anh vợ anh bảo gì đấy, có một khi mà anh làm cái hệ thống của Vinpearl thì hiển nhiên làm dịch vụ cái điểm tốt đâu phải làm tốt rồi. Còn tôi chỉ quan tâm cái điểm ông làm chưa tốt thôi. Vâng. Đấy, làm tốt thì ok thì ông đưa đấy để đấy, nhiệm vụ ấy, nhiều khi phải khen và ghi nhận, nhưng mà gì ạ? Quan trọng là cái gì ạ? Những khách hàng phàn nàn, khách hàng mà hay kêu ca là khách hàng cho chúng ta nhiều cái thông tin hữu ích để chúng ta cải tiến dịch vụ. Đấy, thì tóm lại là mình sẽ phải có một đội để luôn luôn soi cái này, soi chảy khách hàng. Thì đây là một cách chị có thuê bên ngoài. Và thứ hai là bên em có một cái cách nữa là em làm như thế, là ở bên em có một cách nữa là gì? Ví dụ là mỗi một tháng thì bọn em sẽ phỏng vấn một lượng nhân sự rất là lớn. Đấy, thì em ví dụ nhân viên làm sale, nhân viên làm marketing hay là nhân viên ứng tuyển vào cái bộ phận là nghiên cứu phát triển sản phẩm. Thì em sẽ giao cho các bạn bây giờ đấy, tôi có một thương hiệu, các bạn bây giờ bạn nộp hồ sơ công ty tôi đúng không? Bây giờ bạn có nhiệm vụ là bạn đóng giả khách hàng bí mật cho tôi. Đấy, bạn đóng giả khách hàng bí mật. Sau đó thì bạn liệt kê cho tôi tất cả điểm trạng đi từ online offline, mình giao đề bài kỹ. Đấy. Bạn đánh giá điểm trạng đi từ online offline, rồi cái quy trình mà nhân viên từ vấn đề là bạn tiếp cận khách hàng qua kênh nào này. Nhân viên sale như nào này, nhân viên tư vấn như nào, nhân viên chăm sóc dịch vụ như nào này. Bạn liệt kê hết cho tôi và trong quá trình gọi bạn ghi âm lại hết cho tôi. Bạn vẽ tôi cái hành trình khách hàng đi từ online offline. Và nhiệm vụ của bạn là không phải là khen mà bạn phải lem đá cho tôi. Đấy, em là em chỉ thích như khách hàng lem đá em thôi. Đấy. Dạ. Khi mà lem đá xong thì có cả file ghi âm, có cả dẫn chứng cụ thể là file chụp, file chiếu, file ghi âm nhà đủ hết. Và em mang cái đấy ra gì ạ? Mỗi một tháng thì em phỏng vấn nhiều lắm. Mỗi một tháng em mình tuyển thêm khoảng 100 nhân sự mới. Bởi vì em cái hệ thống online giảng viên nhiều mà. Dạ. Đấy thì em mang cái bản đấy. Mỗi một tháng em ví dụ một tuần thứ sáu em phỏng vấn được 10 bạn, em giao cho mỗi bạn này đấy, phải đóng giả làm 3 đến 5 khách hàng bí mật. Sau gửi lại tổng hợp lại gửi cho để làm báo cáo này để hiểu cái sản phẩm, hiểu cái doanh nghiệp ấy. Vâng. Đấy. Và sau đó gửi lại cho sếp, rồi phòng nhân sự gửi lại cho sếp, rồi gửi cho các phòng ban cũng nhảy ngược lên. Hiểu ạ? Dạ em hiểu rồi. Anh nhá, tôi nói cho anh chị biết nha, là Khang Hy Vi Hành tôi có đầy đủ dẫn chứng cụ thể. Anh làm tốt cái gì, anh không làm tốt cái gì, dẫn chứng cụ thể, anh có cãi được không? Đấy. Và chỉ cần một cái business hay là một đơn vị nào làm chưa hiệu quả thì mình giống như anh vợ anh nói thôi. BM anh làm rất lâu rồi, hay là một cái P&L là một cái đơn vị kinh doanh ở đấy. Nó chưa tốt hay là có vấn đề về trải nghiệm thì nó chỉ có ba thứ rồi mình sẽ soi vào. Thứ nhất là cái ông quản lý trực tiếp. Đấy, thứ hai là quy trình vận hành kinh doanh. Đấy. Thứ nhất là ông quản lý trực tiếp, thứ hai là cái quy trình vận kinh doanh, và thứ ba đó là phần con người vận hành, tức là nhân viên thực thi. Hiểu ý không ạ? Vâng ạ, hiểu chưa? Đấy, thì mình sẽ soi xem nó lỗi ở đâu. Nó lỗi ở ông quản lý hay nó lỗi ở cái vật quy trình vận hành hay là nó lỗi ở vấn đề là con người thực thi. Đấy. Thì đấy là cái cách là chỉ em nói thật với em làm liên tục, mà hiển nhiên bây giờ là em có hệ thống công nghệ tự động này, bạn vào hệ thống CRM của xem được, và thứ hai là khách hàng phản hồi liên tục ấy, bây giờ em có bộ phận để là nó tracking toàn bộ các kiểu của trải nghiệm khách hàng, thì càng ngày em làm rất là chặt phần này.
Thì em nghĩ là đây là một trong những vũ khí cạnh tranh cực kỳ mạnh của doanh nghiệp, nó mới là vũ khí cạnh tranh bền vững. Đấy, mình đầu tiên mình phải có con người đã. Cái con người, người ta có cái tư duy, người ta có mindset, người ta có cái có niềm tin tập trung vào trải nghiệm khách hàng. Sau đó mình mới thiết kế ra quy quy trình, quy chế, quy chuẩn. Đấy, sau đó mình mới vận hành trên cái nền tảng của Excel hay Word. Mà khi mà chạy ngon nghè trên nền tảng của Excel hay là Google Docs rồi thì mình mới đưa công nghệ vào. Nếu mà làm sâu hơn nữa thì em chia sẻ thật để chị nhìn này. Đấy, chị nhìn này nhé, để chạy nhé. Đây là bữa nay em hướng dẫn chị rất là căn bản. Vâng. Rất là căn bản. Nhưng mà nếu mà sâu hơn nữa thì nó sẽ là một cái này nữa. Đấy. Thì ở đây nó có một cái triết lý là gì? Trải nghiệm khách hàng nó không phải là nhiệm vụ của một phòng ban, mà là nhiệm vụ của tất cả các phòng ban. Bên em đang đang build lại cái hệ thống về cái này, và em đang này đang làm cái hệ thống này, thì chắc chắn là cho nó từ giờ đến em đang update một lần nữa, và từ giờ đến cuối năm và em sẽ xong được một cái version tiếp theo. Chị nhìn nhá, chị nhìn này, có nhu cầu tìm kiếm mua dùng này, chị nhìn nhá, chị nhìn thấy là ví dụ như phòng marketing nó sẽ phụ trách điểm trạng nào, chị nhìn nó có nhu cầu Vâng. cài trung thành, chị nhìn thấy cả cái thằng kế toán đấy, mày là ok phòng tài chính kế toán đúng không, nó liên quan trải nghiệm Vâng. khách hàng không mua đúng không ạ, cầu dùng như nào, rồi cái ông ví dụ như ông liên quan đến ví dụ như là ông liên quan đến dịch vụ thanh toán như nào đấy, thì đây là một cái ví dụ chị nhìn thấy. Thì nếu như chị cần hiểu sâu nữa thì em, nhưng mà em nghĩ là chị cứ phải cần một cái tư duy nền tảng căn bản ạ. Vâng ạ. Đó, thì ở bên em thì bên em có một cái bóc mêu nội bộ của bên em, là em đã làm cái này đấy, em đã có hết cái này cả file, nó rất chi tiết hơn rất là nhiều, nhưng mà đấy là tài liệu nội bộ bên em, là em xin phép không phun sâu ở bên ngoài. Dạ không sao ạ, dạ. Vâng. Đấy, nhưng mà bọn em xây dựng trên cái nền tảng, tất nhiên đấy từ cái hình này nó còn chẻ ra rất nhiều hình khác, nó còn sâu hơn thế cơ, nó còn 4 5 cái hình ở phía sau nữa cơ. Đấy, hôm nào để em hôm nào để em Việt hóa, em sẽ gửi cho mọi có thể cho mọi người tham khảo phần này. Đấy, nhưng mà kiểu cái đêm đêm giờ em triển khai thì đây em đang update, lần này chuẩn bị cuối năm là sẽ xong các version tiếp theo của hệ thống trải nghiệm khách hàng, mà cái này em giao cho một bạn rất là kiểu là một bạn key leader bên em. Bảo, mình phải quy trách nhiệm, ông nói chịu trách nhiệm cái gì. Vâng. Với em thì cái hệ thống mà ví dụ về hệ thống trải nghiệm khách hàng này, giả sử có một mảng như của Lang Master chẳng hạn, đấy, thì ví dụ như mảng nó rất là đông nhân sự, đông kinh khủng luôn, thì em xin phép đang ghi âm là nào gửi mọi người, em không không nói về số lượng, nhưng mà đấy, số lượng rất là đông, học viên cực kỳ đông luôn, và em bắt buộc phải dùng công nghệ để em quản lý. Vâng. Vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. Vâng. Đấy, thì chị bắt đầu bằng đấy, bằng việc thiết kế điểm trạm, bà phải có đội đội đánh giá nhé, ném đá cho mình. Đấy, ném đá liên tục. Vâng. Cái Quan này điểm là giống như là mình sẽ xác định cái hành vi của khách hàng nó bị vướng cái phần nào thì mình sẽ giải quyết ngay cái phần đó đúng không thầy? Những cái điểm chạm này nè. đúng rồi, nhưng mà mình phải quy quy trách nhiệm cho từ phòng ban nào, em hiểu ý không? Uyên Dạ vâng Uyên ạ. Uyên Uyên đang hỏi đúng không Uyên? ạ. Đó, đó đúng rồi, chính xác là phải xác định tất cả điểm chạm đi từ online offline, và thứ hai mình quy trách nhiệm cho từng phòng ban, em hiểu không? Đấy, quy trách nhiệm và bắt đầu phải nó phải đưa vào công nghệ là tự động hóa. Đấy, làm trên nền tảng Excel hay là Google Docs chán chê, xong mình đưa công nghệ vào tự động. Dạ, cái này là đều có các công ty làm hệ thống online hết không thầy, xử lý bằng tự động hết rồi. Đúng rồi, nhưng mình phải thiết kế quy trình trước. Như anh đã nói trước là có 4 bước. Bước 1 là mình phải có con người. Bước 1 ấy, bước 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 1 là mình phải có một cái người lead. Đấy, lead dự án, bởi vì làm này muốn thành công thì phải có người lead dự án. Đấy, sau đó thì lead dự án và cái người lead dự án, và thứ hai là mình phải cùng nhau để xây xây dựng các quy trình vận hành, các quy chế tất cả. Và vừa tiếp theo là phải có một team để vận hành bên dưới, và cuối cùng mới đưa công nghệ vào, nó là 4 bước như vậy. Vâng ạ. Ừ. Em cảm ơn thầy. Rồi, đấy. Thì cái này anh nghĩ là ở thông thường ở các doanh nghiệp lớn đang ở cấp độ là kiểu quy mô tập đoàn, nên là người ta sẽ gì ạ? Là người ta sẽ chắc chắn nó phải làm cái này rồi. Đấy. Mà doanh nghiệp mà làm càng sớm này thì càng thì cái là cái lợi thế cạnh tranh càng bền vững. Chúc mừng bạn đã xem hết video. Để không bỏ lỡ những kiến thức, xu hướng kinh doanh mới nhất, hãy nhấn subscribe kênh YouTube của trường doanh nhân HBR. Doanh nghiệp của bạn có đang gặp khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài?
bạn đau đầu với việc tìm ra những chiến lược, phương thức kinh doanh hiệu quả giúp doanh nghiệp có thể vượt qua đại dịch, tham gia ngay các khóa học tại HBR để được cập nhật những xu hướng kinh doanh mới nhất thời Covid, đồng thời được giải đáp trực tiếp những vấn đề đang gặp phải để tìm ra hướng đi mới phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình. Các khóa học bao gồm xây dựng hệ thống marketing chuyên nghiệp, tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0, quản trị trải nghiệm khách hàng, bí quyết bùng nổ doanh số và tối ưu lợi nhuận, xây dựng chiến lược và mô hình kinh doanh. Hãy đăng ký ngay các khóa học trong đường link ở dưới phần mô tả video này để nhận mã giảm giá lên tới 1 triệu đồng hoặc gọi số hotline trên màn hình để được tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.